Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh của My Hero Game. Và ok, hôm nay chúng ta có một cái thử thách số 1 trong sự kiện tác chiến đặc biệt Jalet lần này. Và trong thử thách số 1 này thì nói chung thì cũng không có gì quan trọng. Chúng ta có hai con mannequin và hai con mannequin sẽ là đi vào cái ô màu vàng để lấy hai cái skill, giống như là nạp năng lượng để sử dụng được hai skill. Riêng ở đây thì xài skill gây 50% HP cố định đó, để mà giết cái đám này, rồi chúng ta sẽ đi. Thì mỗi con sẽ chừa lại một skill. Con mannequin ở phía trên đó thì sẽ chừa lại skill gây chón. Còn dưới thì chúng ta sẽ đánh skill đường thẳng và chừa lại cái skill còn lại. Tại vì cái những skill này á, là chỉ được sử dụng một lần thôi. Thì trong video này cứ đi theo cái video này là vừa đủ hiệp, nó cho đúng 9 hiệp, là coi như là vừa đúng 9 hiệp luôn các bạn. Có đi cách nào thì tranh thủ cách nào thì cũng đến hiệp thứ 9 thì mới kết thúc được. Ok. Ở đây thì thì đường nào đi con nào cũng được, đường nào thì nó cũng phải lên trên. Lên trên nó mở cái cơ quan, rồi là mở địa đạo ở phía dưới. Thì con phía dưới đi vào cái địa đạo, nó sẽ tiếp cận với lại cái con mà chúng ta cần phải tiêu diệt ở phía trong. Và trước khi mà đánh con phía trong á thì sẽ kích hoạt cái máy nghe nhạc để mà con kia nó bị mất đi cái búp, cái bút đời là miễn dịch sát thương cố định thì mới đánh được các bạn. Thì nó còn gọi là nó sẽ còn cái bút còn lại, đó là bút mà khi mà bị công nó sẽ được đánh trước á, nên bây giờ chúng ta đem vô chúng ta đánh thì sẽ bị chết, nên là chừa lại cái skill gây chón của con mannequin này, thì lúc này sẽ gây chón con bot, rồi sau đó thì con kia sẽ đánh thôi. Nói chung thì màn một đi vô là lụm 20 tay cầm một cách dễ dàng rồi. Ok, Maro xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin chúc bạn ngày chơi game vui vẻ.